Tập 29. Cho nên, huynh trưởng của Tuyết Chiêu Nghi không phải bị bệnh qua đời mà là bị ám sát sao? Bẩm hoàng thượng, trên cánh tay người đó có hình xăm của Quyền Giáp Quân, có lẽ là không thể nào nhầm được đâu. Hoàng thượng, theo Cẩm Y Vệ báo về, 12 năm trước có một đạo thánh chỉ coi Lý Tướng Quân và 10 vạn đại quân là kẻ phản quốc, còn nhà Lý Tướng Quân đã bị chém đầu. 12 năm trước trẫm vẫn chưa đăng cơ, trẫm chưa từng hạ đạo thánh chỉ này. Hoàng thượng, trong thư Lý Diệm thiếu soái có nhắc tới một người, chuyện này rất có thể liên quan tới Tấn Dương. Chẳng trách trẫm không tìm ra chút thông tin nào. Nếu như là Tấn Dương, lúc đó ông ta là Cố Mệnh đại thần, có thể ra vào Tàng Kinh Các bất cứ lúc nào, muốn che giấu lịch sử cũng dễ như trở bàn tay. Hoàng thượng, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Tiếp tục điều tra. Cho dù điều tra ra điều gì cũng không được nói với người khác. Thần tuân chỉ. Chu công công, vì sao ta thấy ngài có vẻ rất quan tâm tới chuyện này? Chuyện gì cho hoàng thượng dặn dò, tiểu nhân đương nhiên là rất quan tâm rồi. Càng huống hồ lần này hoàng thượng đích thân giao phó, tiểu nhân không dám có chút chậm trễ nào. Tống chỉ huy sứ à, bây giờ hoàng thượng đã hạ lệnh cho hai chúng ta điều tra vụ án quan của Quyền Giáp Quân. Nếu như bên ngài điều tra ra được gì thì rất mong đại nhân cũng báo cho tiểu nhân một tiếng. Dinh quốc phu nhân thỉnh an người. Phu nhân không cần đa lễ, nếu theo cách gọi dân gian ta nên gọi người là nhạc mẫu. Nào mời ngồi dinh quốc phu nhân. Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, đáng tiếc con ta không có phúc hậu, không thể sinh cho hoàng thượng một đứa con nào, còn khiến ta và phụ thân nó người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mong phu nhân đừng buồn, lần này trẫm mời người tới là để nộp lại số trang sức này cho người. Đây là hồi môn của Hạ Nhi khi còn sống, trẫm thấy chỉ có đưa cho người mới là thích hợp nhất. Đa tạ hoàng thượng thành toàn. Phượng Nhi thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an dinh quốc phu nhân. Phu nhân, vì này là Phượng Tài Nhân, là bằng hữu tốt nhất của Hạ Nhi khi còn sống. Nàng ấy biết hôm nay người tới nên đã làm món bánh mà Hạ Nhi thích ăn nhất lúc sinh thời để hiếu kính với người. Đây là bánh long phượng mà Phượng Nhi từng làm cho hoàng hậu nương nương, người nếm thử xem. Đúng là mùi vị mà Hạ Nhi thích, con còn hiểu nó hơn ta. Con à, con là khuê nữ của tướng phủ nào? Nàng ấy là nữ tử trẫm mang từ ngoài cung về, phù mẫu đều đã mất, không có gia cảnh gì. Con là cô Nhi sao? Ta vừa mất đi con gái. Con à, con có bằng lòng làm con gái nuôi của ta không? Đây,
xin người nhận của Phượng Nhi một lạy. Mau đứng lên đi. Mười, chín, tám, bảy, quan thượng, sáu, người đang đếm gì vậy? Ba, hai, một. Quan thượng. Hả? Mai Phi. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Ừ. Có chuyện gì vậy? Thần thiếp có một việc phải hỏi hoàng thượng rõ ràng. Được, Mai Phi có việc gì thì cứ nói đi, trẫm nghe đây. Thần thiếp biết sáng nay hoàng thượng đã tuyên bố trên triều, trước mặt bá quan nhân võ trong triều, sẽ phong Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi làm phi. Xin hoàng thượng tha tội, thần thiếp không thể đồng ý. Vì sao vậy? Bởi vì dù Tuyết Chiêu Nghi được định quốc công nhận làm nghĩa nữ, còn Dinh Quốc phu nhân nhận Phượng Tài Nhân làm nghĩa nữ. Vậy thì sao chứ? Vẫn không thể thay đổi xuất thân thấp hèn của chúng. Đừng nói thần thiếp không đồng ý, tới Thái hậu nương nương cũng sẽ không đồng ý đâu hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng lập chúng làm phi, vậy bước tiếp theo có phải người sẽ lập một trong hai người họ làm hoàng hậu luôn, có đúng vậy không hả? Ừ, chủ ý hay, cũng không thể không thử hả? Nhưng nghe này Mai Phi, chính Dinh Quốc phu nhân tự nhận Phượng Tài Nhân làm nghĩa nữ không liên quan gì tới ta hết. Lẽ nào trẫm muốn lập ai làm hoàng hậu cũng cần nàng phê chuẩn hay sao? Xin hoàng thượng tha tội, thần thiếp cáo lui. Mai Phi nương nương. Mai Phi nương nương, đây là trâm cài của người. Các ngươi đang cười nhạo bổn cung có đúng vậy không hả? Thần thiếp không dám. Không dám sao? Bây giờ không phải các ngươi đang có chỗ dựa mới sao? Bổn cung luôn tưởng ngươi sẽ thật lòng quy thuận bổn cung, nên là mới nâng đỡ ngươi trước mặt Thái hậu. Không ngờ ngươi chỉ đang diễn kịch trước mặt bổn cung, còn đâm bổn cung một nhát sau lưng nữa chứ. Ngươi đang muốn tranh giành ngôi vị hoàng hậu với bổn cung có đúng vậy không hả? Thần thiếp tuyệt đối không có ý đó, là nương nương hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Bổn cung cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám bước thêm nửa bước gần ngôi vị hoàng hậu, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi đừng quên Yên Tiệp Dư có kết cục ra sao. Người đứng lên đi. Tuyết Chiêu Nghi, cô đã quỳ mấy canh giờ rồi, nhưng nương nương của ta không muốn gặp cô. Thần thiếp đến để thỉnh tội, quỳ bao lâu cũng cam tâm tình nguyện. Tuyết Chiêu Nghi, cô nên quay về thì hơn. Xin chuyển lời tới nương nương, thần thiếp phải đích thân trả lại trăm, đồng thời có chuyện muốn bẩm báo. Nếu như nương nương không gặp, thần thiếp sẽ không rời đi. Con người của cô đúng là ngoan cố thật đó, nương nương đã nói không gặp cô rồi. Cho quế vào đi. Bổn cung muốn nghe xem số của cô ấy có gì muốn nói.
coi bổn cung là đứa con nít 3 tuổi sao? Chỉ chút kế khổ nhục đó của cô thì có thể gạt được bổn cung sao? Đương đương hiểu lầm rồi. Người mà đến cuối cùng hoàng thượng thích chỉ có một mình Phượng Tài Nhân mà thôi. Lập phi cũng được, lập hậu cũng được, Tuyết Nhi cũng chỉ là vật thay thế. Hoàng thượng lo lắng Phượng Tài Nhân độc sủng sẽ khiến các tỷ muội trong cung không được vui, vậy nên mới kéo Tuyết Nhi theo. Tuyết Nhi cũng chỉ là một cái bóng. Cô nói cũng không phải là không có lý. Ngồi đi. Tạ nương nương. Nhưng mà cô đã có được cơ hội chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi, lẽ nào cô không muốn sao? Tuyết Nhi sống đến ngày hôm nay là muốn đẩy Lưu Mặc vào chỗ chết, báo thù thay cho huynh trưởng của ta. Mà người có thể thay ta báo thù chỉ có người và Thái Hậu. Nếu như bây giờ Phượng Nhi và Lưu Mặc đã cùng một phe, vậy cô ta chính là kẻ địch của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng giống như đương đương, hy vọng tiện nhân đó sớm ngày rời khỏi hoàng thượng. Nếu cô đã có suy nghĩ như vậy, vậy bổn cung cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Chỉ có điều á Phượng Tài Nhân đó nhìn giống hệt như Ninh Phi, đúng là không dễ gì đối phó. Đương đương, thần thiếp đã có một cách có thể giải quyết xong xuôi một lần. Ủa? Tống đại nhân tới rồi sao? Bổn cung chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn Phượng Tài Nhân sống hay chết? Nếu ngươi không đi, bổn cung đành phải đến chỗ Thái Hậu nương nương bẩm báo. Tới lúc đó e là ngươi chỉ nhìn thấy được thi thể của Phượng Tài Nhân thôi. Đây là ý chỉ của Thái Hậu nương nương sao? Có vài chuyện Thái Hậu nương nương không tiện trực tiếp hỏi, phải do bổn cung truyền lời thay. Không biết là Tống đại nhân đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Bây giờ thì muội đã hiểu chưa? Tất cả đều là cái bẫy do Thái Hậu và Mai Phi tạo ra. Số đèn lồng đó tại sao lại dễ cháy như vậy? Bởi vì bên trên trét đầy dầu quả, chỉ cần gặp lửa sẽ lập tức cháy ngay. Vậy nên huynh do họ phái tới giết ta thêm lần nữa phải không? Phượng Nhi, hôm nay ta đến là để cứu muội. Thái Hậu nương nương và Mai Phi đã có lòng giết muội. Chỉ cần muội vẫn còn sống, bất luận là ở đâu, mấy người họ tuyệt đối sẽ không cam tâm từ bỏ. Sau khi vào cung, mỗi một người, mỗi một chuyện đều trở nên thật đáng sợ. Y Nhi thay đổi, Tuyết Nhi thay đổi, huynh thay đổi, ta cũng thay đổi. Phượng Nhi, ta biết ta sai rồi. Ta không muốn đi tìm Binh Thư gì nữa.
ta cũng không muốn nghe lệnh của bất cứ ai. Phượng Nhi, hãy để ta đưa muội đi, cùng nhau rời khỏi hoàng cung này. Chỉ cần muội bằng lòng thôi. Ta không bằng lòng. Phượng Nhi, hôm nay ta có thể cứu muội một lần, ngày mai, ngày kia, ai tới cứu muội đây? Ở trong hoàng cung này, cho dù là hoàng thượng, ngày ấy cũng lực bất tòng tâm, không ai có thể bảo vệ được muội. Phượng Nhi, để ta đưa muội đi, chỉ khi rời khỏi nơi này, muội có thể sống một cách bình an. Ngày mai giờ tị tam khắc, Tây Quan Môn. Nếu muội không tới, ta sẽ không đi. Ta sẽ không tới đâu. Ta sẽ đợi muội. Tây Quan Môn, không gặp không về. Hoàng thượng, Mai Nhi bốc nhãn cho người nè, ngọt lắm đó. Nè, người nếm thử xem. Tiểu thuần tử, ta cho ngươi nè. Hoàng thượng, đây đâu phải ngày đầu tiên ngươi vào cung, có nhiều chuyện phải giả bộ như không nhìn thấy không nghe thấy. Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy? Có chuyện gì vậy? Tuyết Nhi, đây là lần đầu tiên trẫm thấy nàng nổi nóng như vậy. Hoàng thượng, thần thiết không biết hoàng thượng và Mai Phi cũng ở đây, kinh động tới thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội. Nè, không sao, ngươi đừng đánh nữa. Mau nói cho trẫm biết, ngươi đã làm sai chuyện gì mà khiến cho nương nương nhà ngươi đau lòng tới vậy? Hoàng thượng, có nhiều chuyện người không nên biết thì tốt hơn. Là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp quản giáo không được nghiêm. Nương nương, nhị nhị thật sự không có nói dối. Tới hôm qua nhị nhị chính mắt nhìn thấy Phượng Tài Nhân và một nam nhân áo đen ở Từ Văn Viện. Người còn đó hay sao? Người cứ tiếp tục nói. Hai người họ nói canh ba đêm nay ở Tây Quan Môn không gặp không về. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, không hề tệ. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Tiểu thuần tử, tiểu thuần tử. Hoàng thượng, người có chuyện gì vậy? Trẫm muốn tới Tây Hoa Môn. Dạ.
Ta biết muội sẽ tới mà. Ta tới không phải để cùng huynh rời xa nơi này, là tới để trả nợ tình này cho huynh. Y phục bị cháy rách rồi, nhưng ta đã giá lại. Y phục rách rồi có thể giá, có những thứ rách lại không có cách nào bù đắp được. Phượng Nhi, ta không muốn bù đắp gì hết. Hôm nay ta muốn đưa muội đi, không phải vì ta, ta mong muội có thể sống an toàn. Vì ở trong Tử Cấm Thành này luôn luôn ở trong nguy hiểm. Phượng Nhi, cứ ở đây, cả đời muội sẽ không hạnh phúc đâu. Ta biết, cho dù tất cả người trong Tử Cấm Thành đều mong ta chết đi, nhưng chỉ cần hoàng thượng cần ta, ta sẽ không rời đi. Vì sao tới giờ muội vẫn nói những lời ngốc nghếch như vậy? Không phải huynh cũng như vậy sao? Đi theo ta. Tiểu Mãn ca, huynh đừng mạo hiểm vì ta nữa, không đáng đâu. Ta không còn là Phượng Nhi của ngày xưa nữa, chúng ta cũng không quay lại được. Phượng Nhi, hoàng thượng tới rồi, hai người mau đi đi. Mau đi. Phượng Nhi, hoàng thượng, nửa đêm canh ba, người đưa nô tài đi vòng quanh cả hoàng cung. Rốt cuộc là người đang tìm gì vậy? Nàng ấy không ở Liên Tâm Trai, cũng không ở Ngự Hoa Viên, rốt cuộc đã đi đâu chứ? Lẽ nào vừa lúc nãy thực sự là nàng ấy sao? Tiểu Hổ, ngươi có muốn uống rượu không? Ngươi có tin đó là Phượng Nhi hay không? Trẫm thì không tin, bởi vì nàng ấy sẽ không bao giờ lừa dối trẫm, có đúng không? Nhưng trẫm rõ ràng nghe thấy tiếng Lục Lạc kêu. À đúng rồi, Tiểu Hổ, ở trong cung hình như rất nhiều người có Lục Lạc mà phải không? Ví dụ như lão Nhũ Mẫu, con mèo có đốm của lão Nhũ Mẫu, nó cũng có Lục Lạc nữa. Có thể là nó mà phải không? Cũng có thể là Tiểu Lý Tử, Tiểu Thuần Tử. Có khả năng là họ, đúng không? Không phải là Phượng Nhi, đúng không? Tiểu Thanh Tử, bên ngoài giờ sao rồi? Nương nương không biết thì hơn. Lưu công công vì sao không cho ta về thẳng Liên Tâm Trai? Ở đây an toàn không? Tối nay đã có người tiết lộ bí mật với Thái hậu nương nương. Tây Hoa Môn căn bản là một cái bẫy, giờ nên qua cung toàn là thì dễ bắt nương nương. Tất cả có phải do ông sắp xếp hay không? Cố ý dụ hoàng thượng tới Tây Hoa Môn ngăn cản ta và Phượng Nhi đi.
Ta đã nhắc nhở ngươi từ lâu rồi, hai chúng ta trên cùng một con thuyền, nếu ta hại ngươi thì tốt gì với ta chứ. Hơn nữa, vừa nãy nếu ta không nhắc nhở hai người thì hoàng thượng đã phát hiện hai người có mối quan hệ không rõ ràng rồi. Vì vậy sao hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, giống như đang đợi hai chúng ta chui đầu vào lưới? Vậy thì phải xem là người nào đã sắp xếp chuyện này. Lẽ nào là Mai Phi nương nương? Mai Phi là người thân cận của Thái hậu nương nương, bây giờ ngôi vị hoàng hậu còn đang để trống, các phi tần khác đang rất thèm thuồng. Thái hậu đương nương năm lần bảy lượt kêu hoàng thượng sắc phong Mai Phi, hoàng thượng không thèm nghe theo, mà còn vì Phượng Tài Nhân mời tổng quốc phu nhân làm hậu thuẫn. Tất cả mọi thứ mà cô ta làm, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Không thể nào. Theo như lời ông nói thì Thái hậu và Mai Phi nương nương, hai người họ cùng nhau trừ khử Phượng Nhi, cố ý kéo ta làm lá chắn. Tống đại nhân, ngươi ở trước mặt của Thái hậu nương nương và ta đều thuận lợi mọi bề, cứ tưởng là mình làm gián điệp hai bên. Đáng tiếc là ta và Thái hậu đều nhìn ra giả tâm của ngươi rồi. Giữ ngươi làm quân cờ chẳng qua là để truyền những tình báo thật giả cho giao mà thôi. Chỉ cần qua đêm nay, e rằng là ngươi không còn giá trị lợi dụng. Không thể nào. Ta và Thái hậu đã có giao hẹn. Lời của Thái hậu nương nương mà ngươi cũng tin? Ta kính ngươi là một nam tử hán, Tống đại nhân, tất cả mọi thứ mà Thái hậu cho ngươi thì ta cũng có thể đáp ứng được cho ngươi. Lưu công công, Tống mỗ còn có việc, vừa nãy đã đắc tội, cáo từ. Tống Trường Canh, ngươi điên rồi sao? Còn dám mang kiếm vào đây? Tránh ra, ta muốn gặp Thái hậu. Để cậu ta vào đi. Nghe nói ngươi muốn đưa Phượng Tài Nhân đi chạy trốn, suýt nữa bị hoàng thượng bắt gặp. Thái hậu nương nương, ta xin người tha cho Phượng Nhi. Tống Trường Canh ta nguyện dùng tính mạng báo đáp. Ngươi thật sự dùng tính mạng báo đáp sao? Thái hậu nương nương, hãy để tình chúng ta từng một thời chủ bộc, xin người hãy tha cho cô ấy. Mạng của Tống Trường Canh ta không đáng tiền, nhưng mà xin người có thể cho Phượng Nhi sống bình an có được không? Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ai gia sẽ đáp ứng cho ngươi? Cho dù nói bây giờ hoàng thượng không biết nam nhân kia là ai, nhưng mà điều tra kỹ lưỡng chắc chắn sẽ cho ai gia là người cầm đầu. Cẩm Tú, có đi lấy rượu. Dạ. Nếu ngươi thật sự trung thành với ai già,
thì một ngụm uống hết đi. Chỉ cần người có thể buông tha cho Phượng Nhi, Tống Trường Canh ta cam tâm chịu chết. Cái gì? Hôm qua Phượng Nhi đợi ngươi ở Tư Lễ Giám. Dạ đúng, Phượng Tài Nhân đã nhờ giả thần mang di vật của Yên Tiệp Dư ra ngoài cung. Nghe nói là sư phụ và các huynh trưởng cô ta sống không được như ý, muốn thay cố nhân bày tỏ chút tấm lòng tận hiếu. Đây quả nhiên là tính cách của Phượng Nhi. Chẳng trách tối hôm qua trẫm đã bị đóng cửa từ chối ở Liên Tâm Trai. Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương giá đáo. Tham kiến mẫu hậu. Tham kiến hoàng thượng. Thỉnh an thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương. Bình thân đi. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng, Phượng Tại Nhân thân làm phi tử, nửa đêm canh ba ra vào Tư Lễ Giám còn ra thể thống gì? Lưu công công, không lẽ Phượng Tại Nhân là người do ngươi đưa vào nên đã cố tình bao che, thậm chí giúp cô ta che giấu chân tướng sự thật? Hoàng thượng, mỗi câu mà thần nói đều đúng sự thật, không dám nửa lời dối trá. Chẳng lẽ người ở Tây Qua Môn đều gặp ma sao? Chuông mà Dinh Quốc phu nhân tặng cho Phượng Tài Nhân trong đêm nghe ra vô cùng trong trẻo, chỉ cần đi ngang qua đều sẽ không quên âm thanh đó, lẽ nào không phải sao? Hoàng thượng, lẽ nào người đã quên rồi? Cung nữ Nhi Nhị của Tuyết Nhi đã nói cô ta tận mắt nhìn thấy Phượng Tài Nhân và một nam tử thần bí thân thân mật mật trong Từ Văn Diện. Chẳng lẽ hai người họ đến Tây Hoa Môn để bỏ trốn? Hoàng thượng, thần dám lấy đầu ra đảm bảo Phượng Tài Nhân tuyệt đối không làm loạn cung quy. Hoàng Nhi, ai gia cũng biết chuyện này khiến cho con rất là ghê tởm. Nhưng nếu không diệt trừ tiện nhân tổn hại thuần phong mỹ tục này, tôn nghiêm của hoàng thượng ở đâu? Thể diện của hoàng gia để đâu? Theo ý của ai già, nên mau chóng diệt Phượng Tài Nhân. Lưu công công, ngươi cũng khó trốn trách nhiệm. Thái hậu nương nương, tối qua ở Tây Hoa Môn trăng mờ sương dày, thì dễ nhìn nhầm thì cũng rất có thể. Giả lại trong cung người đeo chuông vô số, ai có thể chứng minh được đó là Phượng Tài Nhân ở Tây Hoa Môn chứ? Hoàng thượng, thần có một cách hay, vừa khiến hoàng thượng an tâm, vừa khiến thái hậu nương nương có một câu trả lời. Đó là cách gì? Nghiệm thân. Mama, rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy? Không phải nói hoàng thượng muốn triệu kiến ta sao? Phượng Tài Nhân, chớ nóng vội, đợi qua cửa rồi hoàng thượng ắt sẽ gặp người. Qua cửa? Qua cửa gì? Mama, 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 hoàng thượng đâu? Ta muốn gặp hoàng thượng. Mở cửa. Bái kiến Mai Phi nương nương. Miễn lễ. Tạ nương nương. Liễu cung chính vào cung bao nhiêu năm rồi? Bẩm nương nương, tiểu nhân 15 tuổi đã vào cung làm việc, đến giờ gần 20 năm rồi. 20 năm cũng coi như lão nhân ở trong cung rồi.
Từ một tiểu cung nữ vô danh lúc đầu tới công chính ngũ phẩm bây giờ, có nhớ là ai đề bạt ngươi không? Tiểu nhân có được ngày hôm nay đều nhờ Thái hậu nương nương cất nhắc. Nhớ thì tốt. Vậy hôm nay bổn cung sẽ thưởng cho ngươi một cơ hội báo ân. Dâng hương. Kết quả nghiệm thân, thân thể Phượng Tài Nhân vô luận kết quả như hà. Nương nương, đây là tội khi quân. Đây chính là ý của Thái hậu. Sao hả? Liễu cung chính không lại muốn làm trái ý chỉ của Thái hậu sao? Tiểu nhân không dám. Được rồi, ngươi xem ngươi đổ mồ hôi đầy đầu kìa. Dân hương, lau mồ hôi đi. Tạ nương nương. Bổn cung tin rằng ngươi nhất định sẽ không làm bổn cung và Thái hậu nương nương thất vọng đâu, đúng chứ? Quay người lại đi, Phượng Tài Nhân. Là thật hay sao? Bẩm hoàng thượng, tiểu nhân đã xác định nhiều rồi, không sai được. Ra ngoài! Hoàng thượng. Ra ngoài cho trẫm. Dạ. Người bên dưới cũng chỉ làm việc theo lệnh, hà tất trút giận lên người khác. Phượng Nhi miễn kỷ phá thân. Hoàng thượng đã có kết quả rồi, sao không thẳng thắn đối mặt? Người đâu? Tiểu thuận tử hoàng thượng đã hạ chỉ. Có nô tài. Ban Phượng Tài Nhân ba tấc vải trắng. Dạ. Công công, hoàng thượng giữ tin ta rồi có đúng không? Thánh chỉ tới. Lâm Phượng Nhi tiếp chỉ. Phụng thiên thừa dựng, hoàng đế chiếu giết, Lâm Phượng Nhi không có thiên mệnh, đẹp mà trống rỗng, mê hoặc chí tôn, phạm phải thức xuất, có hành vi sai trái, làm nhục đến gia thất, có lỗi với hoàng ân, tự làm tự chịu. Nay ban cho ba tấc lụa trắng. Khâm thử.